Bạn thân mến, nếu bạn đang đi tìm con đường dẫn tới sự giàu có hai giải pháp dành cho bạn. Giải pháp 1, bạn tự tìm hiểu và nghiên cứu một con đường dành cho chính mình. Giải pháp 2, hãy học và làm theo những người đã thực sự giàu có. Tôi cho rằng giải pháp 2 sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và sức lực hơn. Có rất nhiều tranh cãi về việc chúng ta nên học và làm theo kỹ năng nào đầu tiên từ những người giàu. Với trải nghiệm huấn luyện và kinh qua cuộc đời của tôi phát hiện ra rằng đó không phải là kỹ năng kiếm tiền, đó không phải là kỹ năng đầu tư và nó cũng không phải là kỹ năng kinh doanh. Tôi biết rất nhiều người đã kiếm được hàng chục triệu đô la nhưng lại rồi khánh kiệt khi về già. Vậy thì đó chính xác là kỹ năng gì? Đó là kỹ năng quản lý tài chính. Thưa các bạn, ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết người giàu họ đã quản lý tài chính như thế nào. Cho phép tôi vài giây để dẫn nhập để bạn dễ hiểu hơn. Hãy hình dung tương lai gần. Bạn sẽ đến tuổi 50. Công việc của bạn không có nhiều thay đổi. Thu nhập của bạn cũng không có nhiều thay đổi. Hãy đánh giá một cách trung thực xem khi đó hiện trạng tài chính của bạn như thế nào. Bạn đã thực sự dư giả về tiền bạc hay vẫn đang còn loay hoay với cơm áo, gạo tiền? Cũng cần phải nói thêm, khi bạn ở độ tuổi 50 thì bố mẹ bạn đang ở độ tuổi 75, 80. Chắc chắn họ đã mất sức lao động và họ trông cậy vào bạn hoàn toàn. Trong một vài tình huống, họ cần có thêm sự trợ giúp đặc biệt về y tế. Vậy khi đó, bạn sẽ thực thi bổn phận của mình như thế nào trong tình trạng tài chính như hiện tại? Bên cạnh đó, ở tuổi 50 thì con cái bạn cũng đang ở độ tuổi 18, đôi mươi. Bạn sẽ cần thực thi bổn phận rằng lo cho các con học tập và bắt đầu xây dựng cho chúng một nền móng để bước vào đời. Và bạn sẽ thực thi bổn phận này thế nào trong hiện trạng tài chính của bạn ở tuổi 50? Như bạn thấy đấy, ở tuổi 50, bạn phải đóng rất nhiều vai trò khác nhau. Vừa phải lo lắng cho bản thân, vừa phải thực thi một số những bổn phận khác. Vậy sẽ ra sao nếu bức tranh tài chính của bạn ở tuổi 50 chỉ đơn giản là đủ ăn, đủ tiêu? Sẽ rất tệ, đúng không nào? Và đây là hậu quả đáng tiếc của việc bạn đã không quản lý tài chính hiệu quả ngay từ khi còn trẻ. Tiếp theo, hãy bắt đầu bằng con số rõ ràng cho ít nhất 10 năm tới. Có câu nói rằng bạn không thể nổ máy nếu bạn không biết điểm đến sắp tới là đâu. Trong trò chơi tiền bạc cũng tương tự như vậy. Bạn không thể lựa chọn chính xác lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực đầu tư nào nếu bạn không rõ ràng số tiền mà bạn muốn có trong tương lai. Sai lầm của nhiều người là cứ lên xe đi đã, đến đâu hay đến đấy. Bạn hiểu ý tôi chứ? Hãy tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập của bạn trước khi chi tiêu. Xin nhấn mạnh, bạn phải trích số tiền này ra trước khi bạn chi tiêu món đầu tiên, tức là ngay lập tức khi bạn có tiền. Rắc rối là phần lớn mọi người chi tiêu trước và để dành phần còn lại cho tiết kiệm. Bạn đoán xem, bạn để dành được bao nhiêu? Chẳng có gì cả. Nếu bạn đã làm tốt, bạn có thể tăng số tiền tiết kiệm lên 20%. Tiếp theo, hãy đầu tư cho trí tuệ trước và tài sản sau. Cho phép tôi được giải thích vấn đề này để bạn hiểu sâu sắc. Để kiếm nhiều tiền, bạn cần phải đầu tư để nâng cao năng lực kiếm tiền, tăng lên liên tục. Cốt lõi của năng lực này là kiến thức, hiểu biết của bạn trong việc tăng tốc đầu tư kinh doanh thế nào và song song kiểm soát rủi ro của nó. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng đầu tư tiền bạc cho trí tuệ của mình, như mua sách, như chi phí kết giao với những người thành công, như tham gia các khóa học về thành công, chi phí để thuê những người cố vấn tăng tốc cho thành công của bạn. Và thêm nữa, điều này nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn muốn dặn thêm bạn rằng hành trình đến với thành công tài chính của bạn dài đấy. 5-7 năm nếu bạn có nguồn lực hỗ trợ, 10-12 năm nếu bạn bắt đầu từ con số 0. Vì vậy, hãy đi từng bước một chắc chắn thay vì tham vọng đốt cháy giai đoạn. Muốn có 1 tỷ, bạn phải có 100 triệu trước đã. Muốn đầu tư sinh lời 15-20% mỗi năm thì bạn phải bắt đầu với 7-8% lợi nhuận trước đã. Hãy đi từng bước nhỏ. Và cuối cùng, hãy tưởng thưởng cho bản thân bạn hàng năm. Về bản chất, cuối cùng, tiền cũng chỉ là phương tiện để kiến tạo một cuộc sống tươi đẹp hơn. Vì vậy,
hãy dành một phần tiền để tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bạn. Nên làm việc này hàng năm, nếu có thể với cả gia đình của bạn. Nó sẽ giúp bạn nạp thêm năng lượng để quay trở lại với mục tiêu làm thế nào để tăng số lượng và đẳng cấp kỳ nghỉ lên một tầm cao mới. Tôi muốn bạn làm điều này. Bạn học được gì từ những đúc kết trên? Hãy để lại comment của bạn. Nếu bạn cần hướng dẫn chi tiết hơn cho tình huống của bạn, hãy đến với khóa học Wake Up, khóa học về quản lý tài chính cá nhân độc nhất tại Việt Nam. Chúng ta sẽ học thêm được nhiều cách thức để ứng dụng hiệu quả ngay lập tức. Hãy giữ kết nối bằng việc nhấn nút đăng ký để bạn có thể xem những video mới nhất của tôi. Hẹn gặp lại bạn.